Xin kính chào toàn thể anh em chiến hữu gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp nha. Thì tiếp nối những video và những con máy trước nha anh em, là hôm nay cũng xin phép được lên video và trả hàng cho hai anh em chiến hữu tiếp theo bên em ha. Là hôm nay xin trả hàng cho hai anh em chiến hữu ở An Giang và Đồng Tháp, là hai con máy. Thì máy này thu hoạch thủy sản ha, là thu hoạch tất cả các mặt cá, các loại cá. Thì máy này là có hai dòng máy khác nhau, là một dòng máy tầm trung và một dòng máy là tầm đánh công suất lớn cho anh em mình ha. Tầm trung là anh em đi bộ được, đi thuyền được đó. Và máy công suất lớn là máy này thì anh em là xài chuyên đi thuyền. Thì hai dòng máy này là đều là máy nước ngọt nha anh em. Thì con máy nhỏ này là con máy 10 feet DB3 huyền thoại bên em, là máy đánh tầm trung nha, là thu hoạch cá tổng hợp ở vùng nước ngọt, trong ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm đập chất nha, thu bao lưu phi cho anh em mình luôn nha. Dòng này anh em có thể đi bộ được nè, đi thuyền được nè, độ sâu tầm 2m rưỡi nước trở lại là ok cho anh em mình luôn nha, bao xài. Còn cái con này là 10 feet lớn nha, con này là 10 feet nhỏ chạy e 42, con này là 10 feet lớn là chạy e 65. Dòng này là công suất lớn cho anh em mình nha, là chuyên thuyền nha anh em. Đầu sâu thì tầm 3-4m nước trở lại là ok nha. Thì máy mình là con máy này thì nó là chạy bơm cách ly cho anh em mình. Thì mặt trước máy đây thì nó có khác với con máy nhỏ, nó chỉ có một cặp áp. Còn đây thì làm cho anh em mình hai cặp áp cho anh em mình đánh nước cạn, nước sâu, nước phèn đập chắc và nước trong nước sạch, này chuyển các bác khác nhau cho nó phù hợp. Thí dụ anh em đánh nước cạn và nước phèn đập chắc nhiều thì chuyển vào 110 thôi cho nó đỡ nóng máy với đỡ là hao bình ha, cho nó phù hợp. Còn muốn nước trong nước sạch và muốn mạnh hơn thì anh em chuyển qua 220 mình xài cho nó khỏe hơn. Còn trong trường hợp là xài 110 mà đánh ở vùng nước sâu hiệu quả thì anh em cứ vẫn áp dụng, không cần thiết phải lên 220 cho nó đỡ hao bình ha. Thì đây thì cái máy này thì mặt trước này có hai cọc cùng màu, đây là cò bóp ha, còn hai cọc khác màu phía bên đây là vợt với là dưới này là mát, còn đây là công tắc tĩnh tần số ha. Còn cái còn cái nấm màu vàng này, đây màu vàng này là mình tắt là đánh lì, còn mở lên là tránh trộn xung ha. Thì nội thất bên trong anh em có thể tham khảo ha. Thì bên em làm linh kiện thì chung mình từ trước tới giờ thì làm linh kiện là chọn độc hết, chứ không có làm kiểu mà linh kiện tháo máy, linh kiện rã máy là đắp máy cho anh em ha, chung làm là linh kiện chọn độc. Thì bên em bán máy hay bán theo cái giá trị, bán theo cái kỹ thuật ha, và cái độ bền và thu nhập của máy, chứ không có bán kiểu điểm linh kiện đến tiền ha. Thì bên em không có, mỗi chỗ có cách làm việc khác nhau, thì anh em có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp anh em. Còn vấn đề máy đánh hiệu quả hay không thì khách phản hồi thì anh em cũng đã biết, anh em có thể tham khảo vào những cái Zalo bên em và trên trang cũng có đăng trên đó khách phản hồi thực tế ha. Còn đằng sau thì làm dây kẹp nguồn cho anh em mình là dây đôi loại lớn ha, là dây 6 chấm ha, kẹp đồng nguyên chất đây ha. Thì đặc biệt là nhu cầu của hai anh em này là thích ăn đô phi và là chuyên hệ đánh thiền, nên em canh con máy này là chuyên hệ thiền cho anh em mình luôn ha. Đánh bộ cũng được nữa, nhưng bộ mình để đằng số thấp thôi nha. Tùy vào nhu cầu điều kiện của anh em mình chọn máy thì em có kỹ thuật canh máy khác nhau cho anh em mình, và theo đó thì hỗ trợ cho anh em mình là dây kẹp cò và cái công tắc cả ha, là dây này dây dài 3m nha. Thì theo hai con máy này là hỗ trợ cho anh em mình là chương trình tri ân khách hàng bên em ha, mỗi máy thì được giảm 100.000 nha anh em. Thì chương trình tri ân khách hàng bên em nhân dịp Tết, thì bên em áp dụng chương trình kéo dài thời gian cho anh em mình để anh em mình được nhiều người được hưởng ha. Thì thời gian bắt đầu là em đã thông báo rồi, vào ngày 1/1/2024 và kết thúc ngày 29/2/2024 ha. Anh em là có quan tâm, có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp anh em. Thì số Zalo, số điện thoại để trên góc trên màn hình. Thì video nào cũng có ha. Cái đó để cho anh em mình tham khảo anh em nắm.
Thì những anh em nào cũng mua máy bên em rồi, nhưng mà có thấy được chương trình này nè, em thấy nó ok thì anh em có thể giới thiệu cho những người thân của mình nha. Thì trong cũng đây cũng cận Tết rồi, những anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với anh em để tranh thủ có máy để sử dụng và cũng có thu nhập ha. Cũng có một số anh em xài giải trí hoặc anh em là kiếm ăn thôi. Thì cái này thì chung là kiếm mình kiếm mồi khô này khi là Tết nhất là ok anh em, không phải là không phải là khó ha. Đó, còn anh em nào đi bộ thì bên em chuyên bộ rồi em những có máy dòng nhỏ hơn nha, còn những máy này máy lớn. Thì máy hoàn thiện là như thế này nha anh em, thì nó có hộp theo yêu cầu của chủ nhân máy. Thì đây là anh yêu cầu nắp trong, còn anh này thì yêu cầu nắp đục. Thì khi hoàn thiện là như thế này đó. Thì đặc biệt những con máy đánh công suất lớn như thế này thì hộp theo kích cỡ hộp thì em thiết kế được cho anh em mình một cái tay sách bên hông đây ha. Còn anh em nào nhà máy thì thiết kế nắp này, còn nhà máy thì thiết kế bên đây ha. Tại em dự định là làm cái nắp trong cho anh, nhưng mà anh yêu cầu là đắp đục nên là tay sách dẫn bên hông ha. Thì tùy vào nhu cầu mình thích tay sách hướng nào cũng được, còn máy thì em làm theo ngẫu nhiên tùy vào trường hợp ha. Rồi thì cũng không làm mất thời gian của anh em mình, thì bây giờ cũng xin tiến hành test từng con máy cho anh em mình tham khảo luôn nha. Thì xin test con máy nhỏ trước đi nha. Máy này là 10 feet nhỏ nha nè, 10 feet nhỏ lưng đồng nha, chứ không phải là kiểu là feet là lưng phủ trắng nha. Những con feet bình thường thì nó chỉ nó là cái đầu nhọn nhọn như vậy nha nè, nó cái đầu túm như vậy mà nó phủ lớp trắng ở trên, nhưng mà ở trong vẫn có đồng nha, chứ không phải là em chơi là feet dởm feet tốt, không phải là chơi feet đồng feet nhôm nha. Nhưng mà con feet nhỏ này thì feet này phủ như kiểu này là cái dòng ampe nó dòng chịu đựng nó thấp nên em không áp dụng vào máy bên em. Chung một mỗi chỗ thì có kỹ thuật và cái kinh nghiệm và cái cách chọn linh kiện khác nhau nha anh em. Còn đối với bên em thì em chọn linh kiện là feet lưng đồng, anh em nhìn thẳng là thấy luôn. Nó là đồng, là kiểu lưng đồng mà vuông như thế này. Nên em nhìn qua ánh đèn anh em thấy nè. Đó. Cái dòng ampe nó cao hơn, cho máy nó mát máy và nó bền cho anh em mình thôi. Thì chung giá thành nó phải cao hơn những con máy phía kia nha anh em. Thì chung mà tiền nào cũng nấy đó thì anh em đã hiểu rồi. Với lại thì mình em không có làm linh kiện tháo máy nha, tất cả linh kiện đều là linh kiện mới hết. Máy này như làm kẹp đồng cho anh em mình á, kẹp đồng nguyên chất 100% luôn nha. Để 500 mà không hít nha anh em, chứ không phải là kiểu kẹp chì 2-3 ngàn một cặp đâu ha. Kẹp cặp kẹp là mấy chục ngàn á. Cho anh em nào chưa được biết ha, chứ không phải là kiểu kẹp xi. Thì nói chung là anh em nào có yêu quý thì cứ liên hệ hỗ trợ cho anh em mình. Thì bên em đang có chương trình chi ăn khách hàng đó, thì con máy này còn giá tầm trên 1 triệu dưới 2 triệu cho anh em mình ha. Rồi thì tùy nhu cầu anh em có thể chọn máy khác nhau, muốn nhỏ hơn hoặc lớn hơn được có. Đây là chế độ đánh liền nha nè. Thì máy có hỗ trợ chức năng đầy đủ nha. Thì nhắc lại cho anh em mình tham khảo luôn, thì như là chống kẹp ngược, chống chọc vợt, chống quá tải quá dòng và chống giật cò bóp, đầy đủ tính năng cho anh em mình ha. Đánh lì tần số đang maximum, nhưng anh em về đánh thì thường anh em xài thì chỉ tầm 50 trở lại thôi, chứ đâu ai mà xài hơn đâu. Anh em đánh nhiêu đó đánh vô phi được rồi. Chuyển qua để chế độ đánh trộn xung nha nè. Trộn xung thì em đã ghi tần số trộn xung mặc định rồi, anh em cứ cần chuyển qua xài thôi, cũng đơn giản dễ xài dễ sử dụng. Còn đặc biệt là anh xem nào có nhu cầu tự chỉnh riêng thì em có kỹ thuật làm riêng cho anh em mình, đó là yêu cầu riêng ha. Còn căn bản em làm đơn giản cho anh em dễ xài, những anh em mà chuyên nghiệp và anh em nào nghiệp dư vẫn áp dụng được luôn, những anh em mới vẫn áp dụng xài ok hết. Tại vì mình chỉnh nhịp này, nhanh chậm này là không có phù hợp đó, là nhiều khi anh em đánh hiệu quả không cao nữa, nên anh em làm vậy cho anh em, những anh em mới như những anh em chuyên nghiệp thì đều áp dụng được luôn ha. Còn anh em thích tự chỉnh thì em làm hai cái nút cho anh em tự chỉnh luôn.
giống như con máy công suất lớn nãy vậy đó, có công tắc. Rồi thì máy này đã test hai chế độ đánh ha, ok cho anh em mình nha. Chung là nhôm tản nhiệt, nó làm nên nhôm lỗ nhôm dày lâm to cho anh em mình ha. Đây xài nó mát máy, nó bền bỉ cho anh em mình, là biến áp lớn cho anh em mình 4220 nổi vuông đủ nha. Rồi xin phép test con máy còn lại nha, là con cũng là 10 phép nhưng là 10 phép lớn, chạy công suất lớn. Thì máy bên em thì bán linh, bán máy thì kiểu mà không có bán linh kiện, mình kiểu mà mình tính công suất thôi anh em. Quan trọng là nhầm người thì bán máy 8 máy 10 cho chuyên đi bộ thôi chứ đâu có đi thiền được đâu. Tại vì mỗi linh kiện nó khác nhau, có dòng ampe khác nhau, trong những linh kiện đồ đường đường thì mở dòng ampe cao cho đi thiền đồ thì nó nóng máy không bền. Còn bên em thì làm linh kiện chuẩn cho anh em mình xài nó ok ha. Nên dám cho anh em đi thiền. Thì máy có cấp áp 220 và 110 nha anh em. Thì bây giờ em đang test mức 110 đây ha. Tần số đang để mức thấp nhất. Chế độ đánh này đang ở chế độ đánh lì nha. Thì máy có chế độ auto quạt nha. Kể cả sau này em cũng đang về một số những con máy nhỏ em đang thiết kế là auto quạt luôn. Là hàng đã về rồi, thì sẵn video này sẽ cho anh em mình tham khảo luôn nè, để sau con máy này sẽ test cho anh em mình. Tính là video riêng nha, nhưng mà sẵn đây cho anh em mình tham khảo luôn. Máy lớn máy nhỏ đều có chế độ auto quạt hết. Thì sau này em có cái gia mẫu mới cho anh em mình là 4 feet đi bộ á, mà cho anh em mình xài feet lớn luôn nha. Rồi bây giờ chuyển sang đánh trộn xung nha, mình mở công tắc màu vàng lên. Đó, thì mở lên thì nó nhịp là trọng xung, cho nó mở rộng xung ra thì anh em vặn cao lên rồi cũng mạnh hơn, tần số tăng lên ha. Tiếng rất gắt nha nè, anh em mình nhu cầu đánh lưu phi ha. Rồi ok ha, còn muốn đánh lì thì mình chặn, mình vặn tắt nút màu vàng về thì cũng vừa về thôi, mặt cũng vừa về thôi, nhưng mà không có thời gian làm cái video riêng, để sẵn đây thì em đợi một xíu em lấy cái mạch cho anh em mình tham khảo luôn nè. Những anh em mà mua máy chích rồi đó, máy đi bộ nha, những con máy đó đi bộ thôi, đi thuyền vẫn được, tùy vào điều kiện thôi đánh. Nhưng mà phạm vi của nó thì đánh trong, nó cho phép độ sâu rộng thì trong phạm vi của nó ha. Đây nè, thì đây là bốn feet nhỏ, 4 feet lớn được nha, thiết kế ha, nó theo cái nhu cầu của anh em nè, muốn làm feet lớn feet nhỏ nè. Chung em về cũng được mỗi phiên bản là được 100 mạch ha. Thì ở đây em lấy sơ lược cho anh em tham khảo thôi chứ lo hết ra làm gì. Đây dẹp con bên đi rồi cho anh em mình tham khảo luôn nè. Để em rọc ra ha, em chưa khui luôn á, vậy chưa tính chưa cho ra mắt anh em mình xả lại, lỡ nói thì cho anh em mình tham khảo luôn. Đây là mẫu 6 feet, đây với phiên bản thương hiệu bên em, kích cá An Giang ha, chế độ auto fan, kế mạch rất dày dặn nha anh em ha. Đó. Thì sau quá trình làm việc thì làm những cái mạch thị trường á, thì em cũng đã đúc kết được cái kinh nghiệm và kỹ thuật căn chỉnh máy á, thì nên em thiết kế cho phiên bản ra phiên bản riêng bên em luôn nha, theo ý bên em đó. Thì mạch thị trường ra phần thì trước giờ thì anh em nào cũng mới ra cũng biết rồi, thì áp dụng mạch thị trường thôi. Thị trường thì
cũng có cái đúng, cái nhiều khi cũng có cái hợp kỹ thuật của mình, cũng có cái không. Thì mặt thị trường đa phần thì đều căn chỉnh lại hết. Còn đây thì em làm theo ý của bên em luôn, là căn chỉnh theo ý của mình, là không thay đổi gì hết nha. Đây là con mạch, là mạch 4 nha, mạch 4 phách lớn, 4 phách nhỏ để áp dụng được. Đó, anh em có nhu cầu cứ liên hệ bên em, thằng máy đi bộ bao bền bỉ cho anh em mình luôn ha, mạch rất dày dặn nha. Đây, à, có auto quạt gió đầy đủ nha anh em, đây auto fan luôn ha, có thiết kế mạch auto luôn. Rồi, anh em nào có quan tâm thì liên hệ bên em, thì cần máy nhỏ nhớn đều để có ha. Rồi thì chia sẻ cho anh em một số vấn đề thôi. Bây giờ xin kết thúc video và xin tạm biệt anh em ha, và hẹn gặp lại vào những video và những sản phẩm tiếp theo bên em nha. Thì mạch thị trường thì em còn vài mạch nữa thôi, những mạch máy 4 máy 6 đây nè. Đó, thì sau hết những mạch đó thì sẽ tiến hành tới cái mạch này. Cũng còn vài mạch thôi anh em, không tới 10 mạch. Còn đây thì tất cả đều những mạch này là do bên có thương hiệu bên em hết ha, làm theo ý mình thì mình thiết kế theo ý của mình, khỏi căn chỉnh mất thời gian ha. Thì trong sau quá trình làm việc đó, mình đúc kết kinh nghiệm thì mình cho ra phiên bản riêng bên mình ha. Rồi thì cũng xin kết thúc video nha anh em. Thì xin anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp, xin chân thành cảm ơn anh em mình. Anh em cứ liên lạc trực tiếp đi, nói chuyện một hai câu, không có bao nhiêu tiền nhưng mà nói chuyện nó được nhiều, nó được rõ hơn. Nhiều khi anh em nhắn trên trang thì cũng không trả lời hết ý được đâu, mình khi mình hỏi không trả lời, muốn trả lời mà nhưng mà không có hết ý được. Anh em cứ liên lạc trực tiếp đi cho anh em mình trao đổi nó dễ hơn, với lại nó rõ ràng hơn ha. Rồi những đơn hàng anh em đặt bên em rồi đó, thì hiện tại thì những đơn hàng năm cũ đã kết thúc rồi nha. Bây giờ đang trả hai đơn hàng cho anh em trong chương trình khuyến mãi ha, bắt đầu từ 1/1/2024 đấy nha. Những anh em mà đặt trong thời gian đó thì từ ngày 1/1 đến nay thì em xin sắp xếp đơn trả hàng cho anh em mình. Thì tất cả những đơn hàng sau đây thì đã được áp dụng chương trình chân khách hàng bên em nha nè. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em mình, và xin kính chúc toàn thể anh em mình thì xem video vui vẻ ha. Trong video có gì sai sót hoặc sơ suất thì mong anh em thông cảm, đừng có chấp nhất ha. Rồi xin tạm biệt anh em, và xin hẹn gặp lại vào những video và những sản phẩm tiếp theo bên em nha.